Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh tô tranh của mình. Hôm nay cùng mình tô bức tranh con gấu đang cầm lọ hoa này nhé, và cùng xem thành quả của mình sẽ tô bức tranh này như thế nào. Ủa trời ơi, bông hoa nhụy hoa mình sẽ tô màu vàng. Cái hoa mình sẽ tô màu hồng. Chuyển sang bên khác, xem một tính đoạn đầu, xong đoạn sau lại quay tiếp. Thì dừng lại, ấn tua được không? Không ấn tua được. Không ấn tua luôn. Trước của em chỉ bị là quay chậm chậm xong bước mãi lúc sau mới thực hiện lên màn hình thôi. Mình sẽ tô ở trên màu xanh. Này nó quay được 30 phút rồi. Thân cây mình sẽ tô màu xanh. Nơ mình sẽ tô màu vàng. Dầu mình sẽ tô màu xanh như vậy. Con gấu này mình sẽ tô màu nâu. Vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh. Cảm ơn mọi người đã xem kênh tô tranh của mình, và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của mình nhé.